Thì như yêu cầu của các bạn, hôm nay mình sẽ thức tỉnh tộc Gov4 nhưng chỉ bằng vòng quay của những trái quỷ màu đen trong Lockfoot. Làm gì có trái nào màu đen trong Lockfoot đâu, hình như anh chỉnh hay sao á. À không phải nha, không có nha. Và đừng quên là các bạn có thể sở hữu ngoại tộc V4 chỉ với 145 cái phần bình luận nha. Thì như các bạn đã biết, tộc Go chính là một trong những tộc phải gọi là khó lấy nhất trong Lockfoot. Nhưng mà hôm nay mình với Vidac sẽ quyết định chinh phục nó. Dạ, thì như mình nói nãy đó, nó quá khó nên là mình phải lên wiki để coi lấy nó bằng cách nào nha. Để lấy được tộc Go thì chúng ta cần phải có 100 Ectoplasm và Hellfire Torch. Ôi, khó gì ạ. Ok, nhìn chung á, nếu như mà chúng ta muốn có được tộc Go thì cần phải có một thứ rất là quan trọng, đó chính là ngọn đuốc địa ngục. Nên là bây giờ mình sẽ đi quýnh nó bằng cách là lên con thuyền ma nha các bạn. Let's go. Trái quỷ đầu tiên mà mình sử dụng để lấy tộc Go đó chính là trái quầy. No, trái bom. À, mình không ngờ là nhân phẩm của mình cao tới mức này, nhưng mà thôi không sao, mình sẽ làm được. Ui ui ui, Phúc ơi, có rồi Phúc ơi. Ok, các bạn đang sẽ không mạnh quýnh phụ nè, nên là anh nghĩ là trái bom có thể giải quyết con boss á. Ui, đánh là phải có tỷ lệ ra cái đuốc nữa đúng không? Bởi vì nó khó, kiếm con này nó khó rồi ơi. Từ chiêu B, chiêu mạnh nhất của anh. Bùm, 6k máu. Ôi, boss này mạnh giờ gần 300k máu luôn, what the hell. Má hên, có thằng xài hung mạnh quýnh phụ quá chứ, anh nghĩ mình nên quýnh chắc chết luôn quá. Rồi, tới lúc rồi, xài chiêu B. 10k đam. Ui, 37k đam luôn. Chuyện này có thiệt hay không vậy? À má, nổ trúng thằng xài hung mạnh rồi. Vãi cái trưởng thiệt chứ. Thêm 1k. Ui, trời ơi, nổ chết anh quá dưới luôn, hèn chi. Chết mày, chết rồi. Ui, ui, một phát ra luôn rồi. Ra luôn rồi. Hellfire Torch. What the hell. Ôi, tỷ lệ thấp vãi chữ, anh quýnh một phát ra luôn. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần đi đổi tộc thôi đúng không? Hình như là ở ông này PC này thì phải. Ồ, 100 Ectoplasm để đổi được cái này. Đổi nha, let's go. Wow. Ôi, anh đâu rồi? Anh biến thành tộc quỷ rồi. Đâu đâu. Ôi, anh mọc sừng thiệt nè. Ôi, anh bị cắm sừng rồi. Quỷ gì kỳ ta, thôi không muốn làm tộc quỷ đâu. Ủa mà anh có ghệ đâu mà bị cắm sừng. Ha, tính ra gì cũng đỡ ta. Ê, mà em biết một bí mật đây đó là gì không? Cái gì? Em có thể chui vô cái tủ này nè. Đó. Để đi. 5k 5 tiền nha. Cũng nhiều chứ giỡn à. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi thức tỉnh lên tộc V2 nha các bạn. Và đương nhiên rồi, bây giờ mình cần phải quay về khu rừng để gặp ông tiến sĩ. Lần này thì mình đã master được cái trò kiếm 3 bông hoa nha. Vậy là em không kiếm giúp nha. Thôi, anh tới chỗ ông tiến sĩ trước rồi. Hãy cho tôi nhiệm vụ đi. Rồi, nhiệm vụ này vẫn là đi lấy 3 bông hoa đúng không? Quá đơn giản luôn, let's go. À, nhưng mà di chuyển bằng chiếc bơm thì anh nghĩ có vẻ hơi khó khăn ha. Nhưng mà không sao các bạn ơi, đương nhiên rồi, chuyện gì khó thì sẽ có thuyền bay lo. Bây giờ mình sẽ đi mua thuyền bay nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi kiếm ở từng đảo luôn nha. Và đương nhiên lần này sẽ không có sự trợ giúp của Vedac. Ôi, ui, what the hell, tại sao là bây giờ chứ? Trời ơi, hải tặc tấn công. Sức mạnh của trái bơm. Mày đỡ hộ. Ui, ui, sao trái bơm mạnh dữ hả? Vãi cái trưởng luôn á, quýnh mấy cái thiệt. Ui. Cái thiền nó mới bị bùng luôn kìa Phú. Bị gì? Nó bay nguyên map luôn. Hay thì hòn đảo nó không có rồi nên là bây giờ mình sẽ. Ui, gì nó vậy? Trời ơi, tôi chỉ muốn thức tỉnh tập thôi mà, đừng. Ok các bạn ơi, thì phía trước chính là đảo Usopp và chắc chắn là Vidac đang ở trên đó luôn đúng không? À, anh đi kiếm bông hoa đi. Đâu, bông hoa đâu, anh tới đây. Ui, gì vậy? Ủa sao bay hiện bờ được luôn hả? Bông hoa ở đâu ta? Ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Không biết được, anh không biết được đâu. Lấy rồi. Thôi thì bây giờ mình đã lấy được bông hoa đầu tiên ở dưới chiếc thuyền của Vidac nha các bạn. Định cầm lên thử nha. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hai bông hoa tiếp theo. Ui, dạ. Anh tìm bông hoa màu đỏ nè. Đâu. Wow, cuối cùng thì mình gọi nhau là gì? Cuối cùng thì em đã tìm được bông hoa màu đỏ rồi, nhưng mà là ở một server khác nha các bạn. Thì mình đã quyết định vô server VIP rồi, bởi vì hồi nãy kiếm quá trời kiếm luôn nhưng mà không ra được. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ kiếm bông hoa màu vàng luôn nha. Và đương nhiên với chiếc bơm thì chỉ cần bùm một cái thôi là có bông hoa màu vàng luôn. Phần này phải ra nha, phần này là phải ra nha. Bông hoa. Ôi, ôi, ui, ra rồi. Wow, cảm xúc quá. Vui kìa, con anh vui kìa. Ok, thì cuối cùng mình đã có đủ được 3 bông hoa nha các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ lên được tộc V2 đúng không? Let's go. Lại 5.000 belly nữa hả? Ông này mắc vậy, khách quen mà không giảm giá cho người ta. Thôi, không sao, lên được tộc V2 nha các bạn. Tiến quá rồi. Sừng anh vẫn vậy hả? Nhưng mà hình như lần này anh chạy nhanh hơn thì phải không? À, ban đêm nó sẽ được tăng tốc độ. Rồi, thì bây giờ mình sẽ quay về chỗ bí mật của admin để có thể nhận nhiệm vụ lên V3 nha. Let's go. Không biết là nhiệm vụ lên V3 của tộc Go khác gì tộc thiên thần hay không nữa nha. Ok, nói tùm lum tùm la và sau đó sẽ là nhiệm vụ. Thì nhiệm vụ của mình lần này đó chính là đánh bại 5 người chơi khác nha. Ôi, sao này? Mày nữa hả Phong? Ôi! 1 minute later. Ôi, có hai bạn level thấp thấp ở đây nè. Anh có nên
Hình như cái đó nó không cần, không liên quan tới level, muốn giết ai cũng được cho nó. Anh xin lỗi nha, anh cũng không muốn cái điều này xảy ra đâu. Nhưng mà bắt buộc rồi. Lỗi nha bạn. Bye bye. Anh tự giết luôn hả? Thôi quá trời người luôn kìa, ngoài kia, hướng này Phúc ơi. Và bây giờ sẽ là người thứ hai nha các bạn ơi. Trời má nổ cái chết luôn. Đây rồi, người thứ ba. Mày. Ôi anh ấy nghĩ anh ấy có thể chạy được. Bye bye. Ok, ba người rồi, mặc dù hơi tội lỗi nhưng mà bắt buộc các bạn ơi, mình phải thức tỉnh tạo. Kệ dám nói fake lên ơi. Ai? Chu Chu hay cả hai. Các bạn ơi, thì không ngờ mình đã gặp được khá nhiều bạn fan trong server này nên là mình xin để được làm nhiệm vụ cái nha. Ôi gì vậy? Kia nó giết bạn fan. Ôi, sao giết bạn fan của tôi? Không. Ôi, hai mạng luôn. Quá tuyệt vời luôn, quá thương các bạn luôn. Rồi, hoàn thành nhiệm vụ nha, lên tộc V3, let's go. Được rồi nè, 2 triệu Belly, no. Nhưng mà bù lại thì sừng của mình đã mọc dài ra. Và chiêu của tộc Go đó chính là khi mà các bạn bật lên, nó sẽ giúp các bạn xài chiêu nhanh hơn nha. Chưa hồi chiêu mà chúng ta có thể sử dụng lần thứ hai rồi, quá tuyệt vời. Đúng là tộc quỷ mà. Ma Dương tới chơi. Thì hiện tại mình đang ở C3 để chuẩn bị thức tỉnh lên tộc V4 nha các bạn. Và đương nhiên rồi, mình sẽ quay trái quỷ thứ hai để xem coi là mình sẽ dùng trái nào để thức tỉnh lên tộc V4 nha các bạn. Quầy. Trái Mammoth. Thật ra thì mình cực kỳ ghét trái Mammoth luôn nha các bạn, bởi vì khi mà BVB với đắt á, lúc nào mình xài trái này cũng thua á. Nên kiểu mình có cái cảm nhận gọi là không tốt lắm về trái Mammoth á. Nhưng mà thôi không sao, tạm biệt trái bơm và xin chào trái Mammoth. Trời đang sắp full moon rồi đó, sao đêm nay. Wow, vậy bây giờ để anh chạy qua cây bự trước. Ôi full moon luôn rồi. Ôi kiểu không, no. Ôi ok, thì sau hồi chật vật thì cuối cùng mình đã lên được cái cây này với trái Mammoth nha. Ủa nhưng mà tộc Gâu ở bên đâu vậy? À đây rồi, cái chỗ này nhìn có vẻ đen tối nè, chắc chắn là tộc Gâu ở đây. 3, 2, 1. Rồi bật đi. Ui, vô nè. Let's go. Để coi lần này tộc quỷ nó sẽ cho mình cái gì nha. Ủa quên, phải đi vô cổng nữa rồi. Đi vô cổng nhanh. Tộc Go phải đánh bại mấy con zombie hả? No way, nhiệm vụ này khó quá vậy. Nhưng mà giết trái Mammoth thì mày cút. Ê, trái Mammoth rồi mày cút đó, hiểu không Phúc, hiểu không? Cho tụi mày xem sức mạnh của tao. Ê, trái Mammoth mà quýnh mấy con quái này dễ vãi chữ nghe chứ. Thôi rồi anh xong á hả? Anh còn chưa cho mọi người thấy được sức mạnh tối thượng của anh nữa chứ. Ôi rồi. Ôi thằng này tập cá, hacker. Hả? Sao anh thấy? Cái gì? Ôi đừng lại gần nó, Ôi nó sẽ ba quýnh thường liên tục kìa. Mày giỡn hacker lọ. Mày giỡn hacker lọ. Wow. À hình như trái Mammoth này hơi mạnh thì phải. À gì vậy Phúc, mày áo Phúc. Trong cái chỗ này sao em quýnh lại anh? Ủi mẹ mày. Mẹ ơi, cái chiêu đó bá đạo quá vậy. Ôi da 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 da. Ây da, ây da. Ôi vãi, chứ Mammoth trong đây mạnh nha. Lần này các bạn nghĩ chứ Mammoth có thể chạy đua lại với cục này không? Để mình thử nha. Người đầu tiên chiến thắng cục này bằng trái Mammoth là mình. Nhanh lên. Ui, phải thắng thiệt kìa. Là sao vậy? Mình tưởng chứ Mammoth phải kiểu chậm lắm với ta. Ôi mà không sao, bây giờ thì chúng ta sẽ lên V4 của tộc quỷ nha các bạn. Lần này có nghĩa là sừng của chúng ta sẽ mọc dài hơn sao. Mình không biết nữa, để thử coi. Thì ok, gear đầu tiên. Ui, title Nightwalker. Nghe ngầu vậy. Wow. Và đây chính là tộc Go V4 nha. Nó sẽ có thêm một cái vòng tròn ở trên đầu chúng ta nữa. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nói chuyện với cục này. Chỉ là bạn đã thức tỉnh được năng lực rồi sao. Hãy quay trở lại khi mà bạn tập luyện nhiều hơn. Và bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới để bật tập tiếp đây. Ok, đây chính là lần đầu tiên mà mình bật tộc Go V4 nha. Ủa, có gì khác biệt không? Chỗ này tối quá, anh không thấy mọc ra gì. Ui, anh mọc ra 6 cái cánh luôn nè. Quay quá, tộc này nhìn ngầu dữ hả. Ok, thì hiện tại đang có một bạn muốn thức tỉnh chung với mình luôn nha. Đó chính là anh bạn Zoro. Và đây chính là lần bật tộc thứ 2 của mình. Ui, mặt trăng màu xanh kìa, what the hell? Kitsune đang xuất hiện hả? Ôi, nãy giờ không để ý nữa, biết vậy đi làm nhiệm vụ Kitsune rồi. Và lần thức tỉnh thứ 3. Ui. Thì mình nghĩ là lần này chúng ta đã đủ điều kiện để thức tỉnh tập tiếp theo rồi, nên là bây giờ mình sẽ lên mua chip nha. Ui, má hết hồn, what the fuck? Em núp đâu đây vậy? Rồi đây rồi, khen rồi. Bạn làm rất tốt, nên là bây giờ tôi sẽ bán cho bạn cái chip tiếp theo với giá 1000 fragment. Và đương nhiên, mua thôi, let's go, thức tỉnh đi nào. Full moon and. Thôi biết sao vậy các bạn ơi, chúng ta vẫn phải tiếp tục quay vòng quay tiếp theo thôi. Để coi lần này mình sẽ ra được trái gì nha. Và trái tiếp theo của mình sử dụng đó chính là trái Spirit. Mình biết là nó không có màu đen, nhưng mà tại vì người thích sử dụng nó nhất là Vidac mà, đúng không? Ok. Nên là bây giờ chúng ta sẽ lấy trái Spirit. Tu Du cũng chỉ là cái tên thôi các bạn ơi. Gặp anh Lion thì Tu Du cũng chỉ là cái tên thôi. Finally, lần thứ hai. Mày. Rồi, con quái cuối cùng. Mày cút. Easy. Ui, cái gì vậy? Anh lại mới trải qua cảm giác kinh khủng nữa Phúc ơi. Ơ, thằng này xài chứ. Ây da. Thằng này nó xài trái flame. Má căng vậy. À, từ từ, đến combo, đến combo. Top 1 combo là anh cây gì lấy anh.
Ôi hay cả. Chứ sao hay không? Rồi. Ây da, gì vậy? Mới khen hay sao quýnh anh? Mày ảo. Rồi bye bye rồi đó. Xin lỗi Phúc, anh lại làm chuyện này nữa rồi. Anh lại làm chuyện này nữa rồi. Vậy? Đâu được. Đâu được. Sao không được? Có gì đâu không được. Bye bye. Cây rồi. À, chắc sẽ biết này chắc đua không lại quá. Thôi, let's go. Ôi, sao lúc nào cũng là người chạy nhanh hơn cái nãy chưa nhờ? Quay, đừng nói là mình thức tỉnh được sức mạnh của tộc quỷ V4 rồi nha. Tốc độ siêu thanh hả? Tộc quỷ mà không để tăng tốc độ giữ cho sao ta? Ok, gear thứ hai. Chọn màu xanh hay màu đỏ đấy Phúc, lần này cho em chọn nữa đó. Chọn màu xanh đi. Màu xanh thì nó sẽ cho chúng ta một cái vùng đất màu đen xung quanh. Còn màu đỏ là gì? Ui, màu đỏ là cho hút máu nha. Thôi, gear đầu tiên sẽ là gear màu xanh nước biển nha các bạn. Bởi vì nó sẽ tăng cái độ ngầu khi mà chúng ta biến hình lên. Mạnh hay không quan trọng, nhưng mà quan trọng là phải ngầu là được. Thì lần này cái cục mẹ nói với mình là chúng ta vẫn có thể nâng cấp sức mạnh được, nhưng mà phải rèn luyện nhiều hơn. Thôi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cài chai lên VIP nha các bạn. Ấy Gojo, ôi ghê, né kìa. Ui thầy Gojo, sức mạnh của tộc Go V4 nhưng mà có hai gear. Ui em thấy gì không? Mà nó bự hơn tộc thiên thần nha. Xuống đây coi nè, nó gây đen tầm hình màn hình em nè, em không thấy gì hết trơn á. Đen xì lì luôn. Tính ra bữa trước anh phải thức tỉnh tộc Go V4 cho em là hợp lý hơn chứ. Bởi vì bạn biết sao không? Tại vì với đắc á là nó thích màu đen bùm như thế này nè. Và bây giờ sẽ là lần bật tập thứ 3. Em biết lần này anh nói gì nữa không? Tô cơm. Ok, và đây chính là lần mua gear thứ hai đúng không? Chuẩn luôn, 1K5 fragment. Mình đã tiến quá khá là nhiều đó, các bạn thấy không? Tập quỷ V4 mà. Ủa? Và trái quỷ tiếp theo mà chúng ta sẽ sử dụng để thức tỉnh đó chính là trái... Mình mong là trái mắt ma nha. Ôi! Quay! Trái mắt ma thiệt kìa! Các bạn biết tại sao không? Tại vì cái gear cuối cùng là gear khó nhất, nên là mình muốn sử dụng trái T-Rex. Rồi, trái mắt ma. Ủa? Anh mở cửa rồi mà ta, sao kỳ vậy? Má, thằng này kính đường luôn. 3, 2, 1, thức tỉnh tộc, let's go. Tuyệt vời các bạn ơi, tuyệt vời. Và cánh cửa này sẽ mở ra, let's go. Đánh bại tất cả kẻ địch và sống sót. Nhưng mà với trái mắt ma thì chỉ cần một hit là chết hết. 54 ca đam, 56 ca đam với trái mắt ma. Thử thách phá cái lộn thế giới bằng trái mắt ma. Rồi, bye bye, 88 ca đam. Mẹ ơi, không kịp rồi má. Rồi, vô vô. No, 1 giây. Ui, trời. Vãi cứt. Hên vậy. Má hay. Ủa, reset rồi. Ôi, Gojo reset luôn rồi. Tốt bụng quá. Gojo. Sao bạn tốt vậy? Ôi, người ta reset không lẽ em đánh bại anh hả Phô? Chứ gì nữa, phải chơi gì mới đúng là lock foot chứ. Không có tình nghĩa anh em gì hết á. Bắn tùm lum này cu. Rồi, mở ra. Mày mở ra rồi mày sống. Mày ơi. Chết rồi. Mày chứ không để em đồ sống không? Không để em đồ sống. Ui, anh đang bu cái dáng siêu cấp anime rồi đúng không? Bị lỗi rồi. Ôi mày ngầu vãi. Rồi trời ngầu kìa. Và đương nhiên như thường lệ thì mình sẽ sử dụng trái mắt ma để đua với cục này. Lên nhanh lên. Nè, mình thua cục này vì cái bức tường thì sao? Gear 3 này anh nghĩ là anh sẽ thức tỉnh thêm cái màu xanh nước biển ở đây. Ui, có thêm một cái đèn quả gây sát thương lên những cái địch kế bên luôn nè. Wow, giờ lần này cái vòng tròn nó có tác dụng rồi sao? Và đương nhiên lần này mình muốn thức tỉnh tiếp thì phải cần upgrade 3 lần nha. Ok, bây giờ mình sẽ bật tập lên thử cho các bạn xem nha. Tập V4. Ui, lần này có mấy con quả thiệt kìa. Mày. Ui, đam cao vậy? 4 cái mấy đam luôn. Ui, đam từ mấy con quả này siêu cao luôn á. Rồi đam mấy con quả này cao vậy. Đây thật sự là cái tộc mạnh nhất đó Phút đó hả? Ok, thì bây giờ mình nghĩ là mình đã đủ điều kiện đó, nên là mình sẽ mua cái upgrade đầu tiên. Upgrade đầu tiên với giá 2000 fragment. Để coi số fragment còn lại của mình là nhiêu. Ui, 16k lận dư sức các bạn ơi. Và đương nhiên tiếp theo chính là cái upgrade thứ hai với giá 2k2 50 fragment. Rồi, chỉ cần một upgrade thôi là chúng ta có thể thức tỉnh lên gear 5 rồi. Và bây giờ đương nhiên rồi, đó chính là cái upgrade thứ 3 của chúng ta nha, với giá 2k5 fragment. Nên là mình sẽ quay trái quỷ cuối cùng luôn nha các bạn. Đó chính là trái T-Rex. Yeah, mừng quá chúng ta lấy được trái T-Rex rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái cuộc trial tiếp theo nha. Hiện tại thì đang có khoảng 4 người ở đây, mình không biết mình có vô được không nữa. Trời, đông gì. Ôi, vô được rồi. Ôi, em bị đá rồi. Ủa, em vô không kịp hả? Không sao đấy anh nha Phúc ơi, anh là T-Rex mà. Sức mạnh cổ đại của anh sẽ đánh bại tất cả mấy thằng này. Cố gắng hăng mấy thằng nói nha. Cứ tin vào anh Phúc ơi, cứ tin vào anh. Lần này anh sẽ dùng cái T-Rex đó. Chết mẹ, không kịp ơi. Làm ơn đi con. Ui, một con nữa. No. Ui, hên vãi. Vẫn kịp, 4 thằng. Ôi, reset hết trơn luôn rồi kìa. Rồi mà còn một hàng sẽ kích xuống đây. Vẫn còn hàng sẽ kích xuống đây. Khó làm sao được anh. Làm sao làm khó được anh Phúc ơi.
Anh giết rồi hả? Anh thắng rồi. Ui tranh tròn vừa kết thúc luôn kìa, hay quá. Ui hên vậy. Ui lần này hên đó các bạn ơi. Thức tỉnh lần thứ 5 quá đơn giản. What the hell. Mình đã có được cái gear cuối cùng. Yes sir. Và gear cuối cùng của mình thì mình sẽ lấy gear đỏ nha. Cái gear đỏ này nó sẽ tăng cho chúng ta độ hồi máu nhất định ha. Nhưng mà nó sẽ yếu hơn khi gây ra đam trên NPC. Ai muốn solo phải không? Thằng này nó muốn trải nghiệm tập quỷ full gear các bạn ơi. Xuống đây nè. Rồi rồi chạy. Ôi chiêu đó không có tác dụng đâu Phú ơi. Chiêu đó không có tác dụng với anh đâu. Thôi anh phải biến hình khủng long. Biến hình khủng long nè Phú ơi. Rồi rồi chạy 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 ra chạy ra chạy ra. Chạy ra xa. Rồi 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 chết 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 chết. Quá thứ cái trò đó chơi hoài luôn á. Má cây rồi cây rồi. Trò chơi hoài vậy thấy vui không? Vui vui. Các bạn nhớ like và đăng ký cho Vidắc nha, bởi vì Vidắc sắp ra kênh mới vào hè này đó nha.